chiều còn vương nắng để gió đi tìm vết bước chân em qua bao nhiêu lần. Lời ru đan ngón tay buồn ngàn năm cho sáng bóng hồn tuổi gầy nồng lên máu mắt. Trời còn bay tím để làm mơ nhiều là khóc trên mi trong môi ương sâu. Chiều lên đỉnh núi ngang đầu nhặt thương cho gót dâng sầu giận hơn xin ngập lối đi đang dâng tiếng phong kín tôi buồn đường hoang vắng cho lá về nguồn người tìm đến xin gỡ nỗi buồn từ khi gió mang dấu địa đàng. Năm xưa nay vương âm thầm hàng cây mơ bóng bên đường gọi người khi nắng phai tàn gọi tình yêu vào lãng quên đàn dâng tiếng cho lá về nguồn người xin một lần vẫy tay chào thôi dòng đời đó muốn người theo. Các bác vừa nghe chất âm của đôi loa Gofferden Bass 30 với công suất là 1200W trên một thùng và Du Tứ cung cấp số lượng rất nhiều và cũng xin cho các bác nghe tiếp một bản nhạc Bolero, ca khúc Xin Là Người Xa Lạ. Còn gì đâu em, tháng ngày vui quá mất. Đây là một đôi loa kiểm âm rất là chi tiết và sạch sẽ, hàng mới 100% chính hãng. Còn đến Gofferden là một thương hiệu đến từ Anh Quốc, được sản xuất nhà máy đặt tại Trung Quốc. Còn dài lê thế đời nhiều đam mê xuôi bước chân quên về. Cấu hình một bát 30 và một dép kẹt. Từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu. Thôi về đi em, về đi em, chẳng còn gì nữa. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn để từng đêm thâu ôi thương nhớ trăng sao. Thôi về đi em, về đi em, một lần này hết cuộc tình đôi ta em xem như xa lạ. Logo thương hiệu của loa này. Đây là khung
đóng hàng của loa. Đáp lô. Thông số kỹ thuật. Thôi còn đêm. Đây là hàng của em nhá. Bát 30, bát 40 nhá. Anh em mua thì liên hệ Du Tứ 0974682663. Đây số điện thoại đây, Zalo đây. Cũng là số điện thoại gọi chính luôn, 0974682663. Địa chỉ cửa hàng em tại 28 đường Lê Chân, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương nhá. Trên cung cấp lắp đặt các loại thiết bị âm thanh. Địa chỉ rõ ràng, cửa hàng rõ ràng, anh em an tâm uy tín mua bán nha. Đây là hàng chính hãng anh em nhé. Xem mã vạch nhà sản xuất này, công ty này. Đó. Sản xuất tại nhà máy, tại công ty Godfaden, nhà máy tại bên Trung Quốc nhá. Nhưng mà nó là hàng chính hãng, hàng mới nguyên bản. Giá rất tốt cho anh em, bát 30 và bát 40. Bát 40 là 1.400 won. Đoạn đường ta đi còn dài lê thê, đời nhiều đam mê, xuôi bước chân quên về, nên nỡ quên câu thề, từ đó đôi ta buồn. Chào các bác nghe nhạc sống nha. Tí em sẽ alo cái tiếng mic. Chia tay thế là đường ai nấy đi, cũng là màu xanh trên đi, chỉ gặp nhau thoáng nhanh như làn gió với nên viên trong. Chốn xưa đôi mắt em mà cả ba nước, xa em bài tháng mà giờ chẳng tròn lắm, muốn hỏi ghé thăm mình có bằng mà kiếm sống buông trôi, đứa này ở bên trời thì đứa hầm xong lại tan trong giây lát xa không đầy, thì mới thương đời lên. Và xin gửi tới các bác một bài hát Những Lời Dối Gian. Và trước khi em hát thì em sẽ alo trước qua cái tiếng mic cho các bác nghe xem thế nào. Alo 1 2. Ni sống 6712. Thì cái tiếng mic nó rất là sáng nha các bác nhé. Và đặc biệt là thân tần nó làm rất tốt, không rú rít. Và xin gửi tới các bác ca khúc Xin Người Xa Lạ. Ca khúc Xin Những Lời Dối Gian nhé. Yeah. Đã đến lúc nói lên câu giá từ, đừng tình yêu hay lối đi, để rồi em như xem hai chúng ta chưa bao giờ quen. Nếu lúc trước tình yêu không nói được, mộng mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi trên con phố quen, sao không chào nhau. Đừng nói nữa chi thêm em đau lòng nhau, tình đã lỡ tim anh như đang vỡ tan.
mình anh thôi xin mang thương đau, cầu mong sao em mau quên đi dĩ vãng xưa. Lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết có mê tiếc nuôi cũng như không, thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm nhớ em nhiều, đừng dối gian cho nhau thêm bao xót xa. Ơi ơi người ơi, nên một ngày với cái đôi loa này thì các bác chơi phòng karaoke gia đình tuyệt vời luôn, không còn gì để nói, để đó là giọng loa monitor kiểm âm chất âm cực sạch và chi tiết. Đã đến lúc nói nên câu giá từ, đường tình yêu hay lối đi, để rồi em như xem hai chúng ta chưa bao giờ quen. Nếu lúc trước tiếng yêu không nói được, mộng mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi trên con phố quen, sao không chào nhau. Đừng nói nữa chỉ thêm đau lòng nhau, tình đã lỡ tim anh như đang vỡ tan. Mình anh thôi xin mang thứ đau, cầu mong sao em mau quên đi dĩ vãng xưa. Lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết có mê tiếc nuôi cũng như không, thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt ngược tâm nhớ em nhiều, đừng dối gian cho em thêm bao xót xa. Lời yêu đôi lúc trước đã có dối gian nhiều, mà tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không, thì hãy xem chưa ta quen biết nhau, ai người xa lạ. Mà tình yêu đôi lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt ngước đêm nhớ em nhiều, đừng dối gian cho nhau thêm bao xót xa. Ơi ơi vâng, xin giới thiệu quý vị, giới thiệu các bác cái mô đen của nó nhé. Để dây nhìn nha. Đây, thương hiệu Wafferden của Peru, DVPX12M, là một thương hiệu rất lớn đến từ Anh Quốc. Hàng chính hãng được sản xuất tại Made in China nhá, Trung Quốc. Đây là series này của từng loa một này. Trang web này. Đây là cổng lưu trích, cổng vào và cổng ra, đường link. Đấy. Con này là 1200W. Đấy, trên đây là thông số. Thông số kỹ thuật. Giải tần từ 50 đến 20Hz nhé. Hàng rất là đẹp. Có cả bát 40. Bát 40 cũng giống như này nhưng mà nó to hơn, công suất lớn hơn. Đây, tem của nó đây này. Tem logo thương hiệu. Sơn mờ, sơn sần cát, sơn gỗ rất đẹp. Logo thương hiệu nổi tiếng của Wafferden. Các bác có nhu cầu liên hệ Dư Tứ, vâng, 0974 682 663 tại thành phố Hải Dương. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi, cũng như đăng ký ủng hộ kênh Dư Tứ trong thời gian qua. Hàng này về rất là nhiều. Đây là bát 40 này, đây là bát 30 này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Chúc các bác buổi trưa vui vẻ. Xin hẹn gặp lại các bác trong những clip sau. Xin chào thân ái.